visa du lịch Canada. V1 là thị thực được cấp cho những người không mang quốc tịch của xứ sở lá phong muốn đến quốc gia này du lịch, tham quan, vui chơi giải trí hay là đến thăm bạn bè trong thời gian dưới 6 tháng. Người xin visa du lịch Canada sẽ không cần phải bảo lãnh từ những người đang lưu trú tại đây. Visa V1 thường được áp dụng cho những đối tượng, công dân nước ngoài đang cư trú bên ngoài Canada. Công dân muốn đến Canada du lịch, tham quan, giải trí, thăm thân, công dân không có ý định làm việc hoặc tập ở Canada, không có tiền án tiền sự và không phải là mối nguy cơ an ninh tiềm ẩn với Canada. Chưa từng vi phạm luật xuất nhập cảnh của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe. Để xin visa đi du lịch Canada thành công, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau: tờ khai xin visa du lịch Canada IMM 5257, tờ khai thông tin gia đình IMM 5645. Nếu bạn hoặc người nhà đang làm việc hoặc từng làm việc trong quân đội thì phải khai mẫu IMM 5257 SHRULE, biểu mẫu chấp thuận VFS. Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng và còn trang trống. Bản sao hộ chiếu công chứng, tất cả các hộ chiếu cũ nếu có. Ảnh xin visa kích thước 3.5x4.5cm trên nền trắng, được chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ về trước. Bản sao căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh đối trẻ nhỏ, giấy đăng ký kết hôn hoặc quyết định ly hôn nếu có, giấy chứng tử đối với vợ, chồng đã mất, giấy tờ chứng minh tài chính, sổ tiết kiệm có giá trị tối thiểu 5.000 đô la Mỹ, sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tài sản riêng có giá trị khác, bản photo thẻ Mastercard hoặc Visa card nếu có, giấy xác nhận vé máy bay Canada khứ hồi, giấy tờ chứng minh đặt phòng khách sạn hoặc địa chỉ lưu trú thực tế tại Canada. Lịch trình lưu trú tại Canada. Ngoài ra, mỗi cá nhân sẽ phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh công việc. Với kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp dịch vụ xin visa du lịch Canada thành công, Lữ hành Việt Nam chia sẻ đến bạn các bước xin visa đến Canada du lịch như sau. Bước 1, xác thực loại thị thực bạn cần và kiểm tra các điều kiện để có thể nộp hồ sơ xin visa du lịch. Bước 2, điền các mẫu đơn xin cấp thị thực. Sau đó in và đem mẫu đơn hoàn thiện đến nộp tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực hoặc nộp online tại cơ quan di trú, tị nạn và quốc tịch Canada, IRCC. Bước 3, chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cá nhân cần thiết. Bước 4, đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và cung cấp sinh trắc học tại trung tâm tiếp nhận thị thực Canada CVAC. Bước 5, nộp hồ sơ và lấy sinh trắc học. Bước 6, thanh toán chi phí xin visa du lịch Canada. Bước 7, theo dõi và chờ nhận kết quả. Mức phí visa du lịch Canada sẽ chênh lệch tùy vào loại thị thực mà bạn muốn xin và theo cập nhật mới nhất từ cơ quan đại sứ quán. Khi xin visa sang Canada với mục đích du lịch, các bạn sẽ cần chi trả các khoản phí cơ bản sau: visa nhập cảnh một lần, visa nhập cảnh nhiều lần, visa nhập cảnh du lịch cùng gia đình. Liên hệ dịch vụ làm visa tại Lữ hành Việt, Hà Nội và miền Bắc 0914926198, Hồ Chí Minh và miền Nam 0936022908.